Thế bây giờ âm thầm thế. Mỗi cái việc nấu ăn mà vui gớm nhở. Đàn ông ấy thì người ta phải xông pha ngoài xã hội, xông pha về sự nghiệp. Còn anh thì suốt ngày ru rú ở trong nhà. Anh thích nấu ăn, thích cho em được ăn ngon. Như thế có gì là sai đâu. Thôi không cầu nhau nữa, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm cho nó nóng. Ăn ăn, anh lúc nào cũng sống chỉ để ăn thôi à? Vợ chồng ông tính hàng xóm ấy đang chuẩn bị đi ăn nhà hàng cao cấp đấy, chiều đãi mấy ông sếp nào đấy, ăn xong rồi được đi chơi, đi mua sắm. Cũng là đàn ông, sao khác nhau thế? Huy, ơi, đồng chí Tính đi chợ về đấy à? Đúng người đàn ông của gia đình nhờ. Này đi làm về muộn quá, tranh thủ chạy ra chợ mua hết đồ về nấu cơm. Ừ. Mà đồng chí chuẩn bị đi đâu mà quần áo la liệt thế này? Tôi đưa vợ ra nhà hàng ăn. Hôm nay có đối tác bên Singapore sang bàn chuyện làm ăn đúng không ạ? Kinh thật. Ừ. Vợ tôi cứ bảo là phải cắp sách sang để học ông. Có gì đâu mà học ông ơi. Thương trường là chiến trường, không phải ai cũng xung phong ra trận được đâu. Bà nói thật ý, nhiều lúc tôi mong được cái cuộc sống bình dị như ông mà khó quá đấy. Trời ơi, hay hò gì cái thằng anh hùng bếp núc như tôi. Nói chung là đâm lao thì phải theo lao ông ạ. Ê thôi, ê, đi công việc đi, tôi vào nấu cơm. Về nhá. Chị Trang. Yến à, chị đi làm về muộn thế. Em chuẩn bị đi đâu à? Hai vợ chồng em đi ăn, xong tiện đi săn hàng hiệu luôn chị ạ. Thích thế. Thế hôm nào chị sang ấy, cho chị mở mang tầm mắt tí nhá. Vâng, tối mai em ở nhà đấy, chị nhớ sang nhá. Được rồi, để mai chị về sớm. Em còn mấy cái túi hàng hiệu muốn khoe với chị nữa. Em săn mãi mới được đấy. Nhất em đấy nhá. Thôi chị về nhá. Vâng. Nay có chuyện gì không vui à? Đúng là có chuyện không vui đấy. Về nhìn thấy anh thế này càng bực mình hơn. Thì khi nào công ty ổn định lại thì anh lại quay trở lại làm việc mà. Còn thời gian này em ở nhà chăm sóc em, có sao đâu. Thôi, em lên nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một lát cho nó bình tĩnh lại, xong rồi xuống ăn cơm. Anh làm món bí xào em thích nhất đây này. Thôi, tắt hộ tôi cái bài ca ăn uống đi. Suốt ngày ăn ăn uống uống, phát mệt ra. Anh ơi, sao đấy? Em vừa ra ngoài kia nhá, vợ chồng ông Tính bị công an bắt rồi đấy. Thế à? Trời ơi, hóa ra là buôn lậu. Thế à? Hay là để anh ra ngoài xem thế nào nhá. Ôi, thôi, anh không phải ra, công an bế hết lên phường rồi. Hay à? Mà đấy nhá, mọi khi em cứ thấy là đi ăn nhà hàng này, nhà hàng kia, xong rồi hàng hiệu này, hàng hiệu kia, tiêu tiền như nước ấy. Thế hóa ra là buôn lậu hết đấy. Thảo nào, hôm trước anh thấy cậu Tính, cậu ấy bảo với anh là gì? Mong được sống bình yên như gia đình mình. Lúc đấy anh cứ tưởng là nói đùa cơ. Thì hóa ra là làm kinh doanh là phức tạp phết ý. Chả phức tạp nữa. Mà thôi kệ chuyện người ta đi. Mình ăn đi, kẻo muộn nhỉ. Em thấy chưa? Ăn cơm với thịt ý thì lo ngay ngáy. Còn ăn cơm với mắm như này này thì ngáy o o. Thảo nào, hôm nay anh lấy bát mắm đầy đấy. Nhưng mà vẫn có thịt. Mời vợ, mời vợ.